Rồi, chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho người những cái sản phẩm dùng pin 20V của hãng Inco nha. Thì ở trên bàn đây nó gồm những cái máy khoan, máy bán vít, máy bán bu lông của hãng Inco, và phía sau nó gồm những đèn pin, thổi bụi, cưa lọng, bắn bê tông, máy phun sơn dùng pin. Tất cả những cái sản phẩm này nó đều dùng chung một là pin là 20V hết. Nha anh em, tất cả sản phẩm đều dùng một dòng pin 20V là pin này. Nha, thì nay mai sẽ nâng cấp pin này lên là pin 4A, nên anh em yên tâm, trước mắt thì cứ xài pin 20V này đi ha. Thì bên mình hiện tại những sản phẩm này mình sẽ bán body và thân máy. Anh em là muốn mua body có body, muốn mua thân máy muốn mua bộ có bộ nha anh em. Thì trong cái video này mình sẽ báo giá cho anh em là một cái bộ trước và cái body ha. Anh em là thích mua bộ thì mua bộ, mua body thì body. Thì mặc định với mình là pin và sạc nó đều là cái dòng pin 20V này hết nha. Những cái dòng này là không có xài được pin 18V nha. Đó, thì hầu như là tất cả những cái này đều bán body nè ha, từ máy bán bu lông mà máy bán vít, máy khoan có búa không búa ha, rồi những cái khoan bên đây. Đó, thì đều là body, những cái dàn phía sau là body hết. Ha, có cái ông này ông đứng không được thì mình bỏ pin cho ông đứng. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô từng con trước. Thì trước mắt đây là một cái máy khoan và bán vít. Hai chức năng nha anh em. Khoan bán vít không có khoan búa. Cái đầu này là đầu kẹp autolock 10mm. Nó có tốc độ quay tối đa luôn là 1500 vòng một phút. Số 1 là 400, số 2 là 1500 vòng. Có cái mã là CDNLI20021. Thì cái một bộ của cái máy này bên mình đang bán với giá là 1.800.000. Một bộ là một máy, hai pin, một sạc. 1.800.000 nha anh em. 1.800.000. Trong hôm nay anh em nào mua body thì sẽ có cái body. Body thì để mình tính cho anh em có giá bao nhiêu tiền nha. Quá trời rẻ luôn anh em ơi. 840.000 cho cái body này. Anh em nào đã có những cái máy rồi, ok, mua body 840.000 nha cho cái body này. Đấy. Thì đây là chỉ khoan và bắn vít thôi. Với tốc độ 1500 vòng phút thì anh em có thể khoan bắn vít là thoải mái ha, không có bắn tường. Khoan tường vẫn được nhưng mà nó dùng mũi xịn chút nha. Tốc độ 1500 là lẹ lắm nha anh em. Số 1, số 2 đây à, đó, đảo chiều trái phải 15 cấp chừa cộng 1 cấp khoan nha. Đó, 15 cấp chừa cộng 1 cấp khoan. Những dòng là dòng có thang sẵn. Hàng rất là đẹp nha, hãng Inco đây. Anh em xem cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, nguyên bộ một máy, hai pin, một sạc, giá 1.800.000, đựng trong hộp giấy. Anh em mua cái body không? Chỉ có 840.000 thôi. Rồi ha. Kế tiếp đây là một dòng máy khoan ba chức năng. Nó chỉ khác con này ở chỗ là có thêm búa và đầu kẹp analog bằng kim loại. Thì đây là dòng máy khoan ba chức năng, vừa khoan bắn vít và khoan búa. Nó cũng có là 15 cấp trượt ở 18 cấp trượt nha anh em. 18 cấp trượt cộng một cấp khoan và một cấp khoan búa. Tốc độ số 1, số 2. Thì tốc độ nó vẫn như con này thôi ha. Số 1 từ 0 cho đến 400 vòng phút, số 2 từ 0 đến 1500 vòng phút. Cái lực búa nhịp từ 0 cho đến 6000 RPM và số 2 từ 0 đến 22500 RPM. Đó, thì nó rất là đẹp. Đầu này là bằng kim loại nè. Đầu kẹp Adrock 10 ly nha anh em. Đây em lưu ý này là 10 ly. Rồi. Đó, 10 ly có búa. Giá của con này một bộ gồm một máy, hai pin, một sạc, hộp giấy, giá bên cửa hàng mình bán đang bán cho anh em là 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng. Nhưng cái body này không thì mình sẽ tính là bao nhiêu đây. Body này không giá là 1.040.000 nha anh em. 1.040.000 cho cái body này. Anh em nào đã có những cái pin 20V rồi, ok, mua cái body này vô. Đó. Tất cả đều một pin hết, mình sẽ dùng một pin mình review hết. Số 2. Số 1, số 2. Ha, đầu kẹp này bằng kim loại. Nha anh em, đó. Rất là đẹp luôn. Hàng Inco đừng cái làm gì cũng đẹp hết ha. Màu này được màu đen này ít dơ nha anh em, rất là ít dơ. Anh em ta xài thì pin là dòng có than hết. Anh em ta xài thì rất ít dơ. Anh em lưu ý hai cái dòng này là cái dòng, hai dòng này là dòng 20V có búa và không búa. Tốc độ tối đa nó là 1500 vòng một phút. Ok, mình sẽ qua cái dòng tốc độ cao hơn nè nha. Cái cặp này á, là có búa và không búa, đầu kẹp 10 ly nha, đầu kẹp 10 ly, tốc độ tối đa là 1500 vòng một phút. Rồi, qua bên đây. Bên đây là cái dòng 20V nhưng mà này gọi là dòng không búa, đầu kẹp analog 13mm là bằng kim loại, tốc độ quay tối đa, tốc độ quay nhanh nhất đó là 1900 vòng một phút nha anh em. 1900 vòng một phút, tốc độ rất là khủng nha. Con 796 chỉ có 2000 vòng một phút thôi, nhưng con này 1900 nó gần gần bằng rồi đó. Giá cực kỳ tốt luôn.
Một cái bộ này gồm một máy, hai pin, một sạc, đựng trong cái hộp nhựa, giá bên cửa hàng mình đang bán là 2.350.000 đó, 2.350 nha anh em. Nhưng ở trong chương trình, ví dụ anh em mà muốn mua cái body không thì sẽ có cái body không luôn. Cái body mình là body này là có luôn hộp nhựa nha anh em, có luôn cái hộp nhựa. Cái body này là 1.390.000. Body cho con này nè là 1.390.000, gồm hai chức năng khoang và bắn vít, 23 cấp trượt. Anh em nghe rõ ha, 23 cấp trượt đó, khoang và bắn vít. Rồi, khoang và bắn vít thôi, mình sử dụng cái pin này nữa đó. Số 1, số 2. Anh em để ý ha, thông thường cái máy á nè, cái máy này nó quay tốc độ là 1900 vòng phút, nên khi mà thắng là nghe cái phật cho đó là chuyện bình thường nha. Nhiều lúc anh em ở xa mua hàng sao mà nó kêu dữ vậy đó. Anh em nghĩ mà một cái tốc độ mà đang quay 1900 vòng phút mà thắng là cái phật như vậy thì tất nhiên nó phải kêu là chuyện bình thường rồi. Cái dòng này là dòng motor lớn nè ha, nó khác cái motor này. Motor này có chút xíu thôi à. Đây anh em thấy cái đầu nè, thấy chưa, một cái đuôi lớn và một cái đuôi nhỏ đó, đuôi lớn ha. Tốc độ 1900 vòng phút, cái số 1 nó vẫn 0 đến 450 vòng phút nha. Số 2 là từ 0 cho đến 1900 vòng phút. Đầu kẹp 13 ly, mã là CDLI2003. CDLI2003. Những anh em nào mà làm cửa nhôm ha, làm cửa nhôm không cần búa, khoan sắt, khoan gỗ nha, khoan sắt, khoan gỗ, những cái gì mà không cần búa, ok, chúng ta chơi con này. Hoặc đầu khoan tường vẫn được ha, không cần búa thì đầu tư con này nó sẽ rẻ hơn chút nha. Đó thì nguyên một cái bộ ha, một máy, hai pin, một sạc nằm trong cái hộp nhựa, giá 2.350.000. Anh em nào mua body không là 1.390.000, có hộp nhựa nha, body có hộp nhựa nha anh em đó. Rồi kế tiếp, đây là cái con máy khoan khủng nhất của hãng Inco. Tại sao mà nó khủng nhất, thì trong cái dòng máy khoan nó là cao nhất rồi, không còn nào hơn nó được nữa hết á. Thì đây là dòng máy khoan ba chức năng nha, có chức năng là chết bạn ơi, lộn, không phải anh em chờ một chút, mình lấy lộn với con này rồi, con này là dòng, chờ chút nha. Rồi ok anh em ha, thì đây là cái dòng mà khủng nhất của hãng Inco, bởi vì nó là dòng khoan ba chức năng mạnh nhất rồi, không có nào mà hơn nữa trong cái dòng của nó. Thì đây là cái dòng nó quay cũng 1900, nhưng mà nó là tới ba chức năng ha, khoan, bắn vít và khoan búa. Thì đầu kẹp vẫn là autolock bằng kim loại, nó sẽ giống với thằng này luôn, nó chỉ khác ở chỗ là có búa và không búa thôi, hai thằng y chang nha. Ở trên nút là anh em thấy có búa và không búa thôi, nó chỉ khác cái điều đó nha. Thì cái con này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 2.470.000 nha anh em. Một máy, hai pin, một sạc nằm trong một cái hộp nhựa đó, một máy, hai pin, một sạc nằm trong hộp nhựa là con này nha đó. Còn anh em mua cái body không á là 1.500.000 nha anh em. Cái body con này là 1.500.000 cho cái body này nha đó. Body giống vậy nè, có hộp nhựa nha. Đó, body là 1.500.000, có hộp nhựa 1.500.000 á. Thì đây là cái mã là CIDLI2003. Những cái dòng này là dòng industrial hết nha anh em, dòng công nghiệp hết ha. Mình quên giới thiệu thêm. Đây cũng là dòng industrial nè ha, hai dòng công nghiệp hết. Thì những dòng này xài công trình khoan bắn ton, không có ton gì ha. Khoan tường vẫn ok. Nó có búa, khoan bê tông vẫn được nha, những mũi khoan mà nhỏ nhỏ thôi. Chứ những cái đầu này mà đưa quốc 10 mũi khoan 13 ly bê tông vô là nó bị trượt á ha. Đó. Khoan bê tông 13 ly không ai mà khoan những cái đầu này hết nha anh em. Khoan bắn vít Unica thì ok được, không vấn đề gì nha. Đó, số 2. Rồi, ok. Đó, những cái làm thiết kế con này Inco rất là đẹp nha, hai thằng như nhau hết. Tất cả dòng này dòng có than hết nha, dòng có than hết, hai thằng như nhau nha. Chỉ khác nhau có búa và không búa thôi. Đó, hai con này chỉ khác nhau có búa và không búa thôi. Nó cũng giống như hai con này ha, cũng giống nhau hết, chỉ khác nhau có búa không búa thôi, con này cũng vậy. Ok anh em ha, một bộ là 2.470.000, còn mua cái body này không là 1.500.000 nha, 1.500.000. Đó. Rất là đẹp luôn. 1.500 vòng một phút. Bình thường nha, kêu bình thường nha. Đầu kẹp autolock bằng kim loại, thông thường mấy anh em siết cứng á, mình đưa lên vậy nè. Ha, mình sắc lắc đó. Đó, nghe nghe cái rắc vậy là nó ok. Đó. Rồi. Đây là cái hai cụm máy khoan rồi ha.
bốn con khoang này hiện tại dòng bên kho là con bốn này là nó xài pin 20V nha anh em. Hầu như mình đem lên giới thiệu hết rồi đó. Dòng 10 ly và dòng 13 ly. 10 ly thì nó có hai loại, bố không bố, 13 ly cũng có hai loại. Có bố và không bố. À, dòng 10 ly thì nó chỉ quay tối đa được 1500 vòng phút thôi. Còn dòng 20 dòng 13 ly là quay được 1900 vòng phút. Mình nói lại cho anh em nắm ha. Và kế tiếp đây là một cái con máy bắn vít dùng pin 20V của hãng Inco. Dòng không than nha. Rubless motor không than. Tốc độ quay của nó là 2100 vòng một phút nha anh em. Số ở vị trí nhanh á, vị chậm là 1300 vòng một phút. À, nó có lực xoắn là 170 Newton. 170 Newton nha. Rồi. À, lực búa nó là từ 0 cho đến 20.000 và RPM 2000 chứ ha. 0 đến 2000 RPM và lực số 2 số nhanh nhất là 0 đến 3300 RPM. Đó. Có mã là CIRLI2002. Ok. Bên cửa hàng mình đang bán cái con này với giá là 2.270.000 nha anh em. À, chờ một chút có đúng không nha. Ok luôn, 2.270.000 nha cho con này. Nhưng anh em muốn mua cái body này 2.270.000 là gồm một máy, hai pin, một sạc, đựng trong hộp giấy. Nha, nó rất rõ nha, nào giấy nào nhựa mình nói rất rõ, anh em nghe rõ nha. Đó, một máy, hai pin, một sạc, đựng trong hộp giấy, có giá là 2.270.000. Đó, nếu anh em mua cái body này không thì có giá là 1.350.000 nha anh em. Cái body này đang có giá là 1.350.000 nha. Đó, quá trời đã luôn. Tốc độ 2001. À, anh em mà đi bắn Victon là thôi khỏi nói nha. Ok, không có gì chơi hết á. Khi mình siết vô thì nó sẽ hai tốc độ nè, tốc độ nhanh nè, tốc độ chậm. Nhanh nè, chậm. Là vị trí siết vô nha. Còn vị trí mở ra thì chỉ một tốc thôi, một tốc duy nhất. Không à, đó, một tốc là 2100 vòng phút tối đa đó. Bình thường anh em để như vậy thì mình bấm nó không có kết quả gì đâu nha. Còn khi mà mình bấm vô nè, đó đèn nó cháy lên đó, thì mình nó chỉnh được. Nhanh chậm ha. Đó, mình phải bấm vô nè. Đó, anh em lưu ý ha. Ok, 1.350.000 cho cái body này. Đấy. Quá trời đẹp nha. Anh em nào có pin sạc rồi thì mình mua body thôi. Và cái tiếp đây là con máy bắn bu lông dùng pin 20V dòng không than nha, Rubless motor không than của hãng Inco. Đầu này đầu 1/2. Tốc độ quay nó vẫn là 2100 vòng phút ở vị trí nhanh á, 2 nha. Vị trí chậm nó vẫn là 1300 vòng một phút. Lực búa nó là vẫn là 0 đến 2000 và số 2 số nhanh đó là 0 đến 3003. Lực xoắn con này là 300 Newton nha anh em, 300 Newton mét dòng công nghiệp hết. Nha, 300 Newton. Rất là đẹp luôn. Anh em thấy hai cái con này nó chỉ khác nhau cái đầu thôi. Đó. Cái đầu, có thể là cái búa này nó hơi to hơn một chút nên cái lực xoắn nó sẽ to hơn. À, đây. Rồi, bỏ vô. Thì với những con này thì anh em có thể mở được những cái mình không có mở được ốc nồi tay ga nha. Lưu ý nha, nhiều lúc anh em muốn tiện dụng mua cái máy này về bán ốc nồi tay ga mở không có được. À, ốc này mở 19, 21 rồi đó thì không có mở được ốc nồi tay ga nha. Ở đây mình nói trước để anh em biết, chạy rất là đã, rất là êm nha, dòng không than. Ok, thì những anh em nào mà sửa xe máy đó ha, đó dùng con này mở rất thoải mái luôn. À. Ok, con này bên cửa hàng mình đang bán vẫn bằng với giá tiền con này luôn, 2.270.000, một máy, hai pin, một sạc, đựng trong hộp giấy nha. Một máy, hai pin, một sạc, hộp giấy. Nhưng anh em muốn mua body vẫn có cái body này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 1.350.000 nha anh em. 1.350.000 cho cái body này. Anh em mua body là có body luôn nha. Rồi. À, sau khi đã xong hết những cái dàn ha, máy khoan, bắn vít và bắn bô lông, ok mình sẽ tới cái dàn dưới. Thì cái dàn dưới ở đây sẽ thường từ bên đây qua ha. Đây là cái đằng pin làm việc, cái này là cái body không nha, nó bỏ pin vô mình thử cho anh em này. À, pin này nó vẫn là dùng pin 20V đấy. Đây thì đây là cái đèn làm việc ban đêm. Những anh em nào mà đã có nhu cầu làm việc tăng ca đó mà không có điện, chỗ này rất là sáng nha.
Con này nó dùng bóng là 20W nè. Độ sáng làm việc của nó mắc luôn á là 1500 là nhanh, ở thường á là 750 nha. Lumen á 700 lumen. Còn thời gian làm việc của nó đó, nếu mà anh em để mà chỉ blow á là được 2 là được 5 giờ nha. Vị trí làm việc vị trí blow thấp á 5 giờ, còn vị trí nhanh á mắc của nó là chỉ được 2 giờ rưỡi thôi. Đó, đối với pin đầy nha. Đó, thì cái công tắc này mình bấm ha, bỏ pin thì mình bấm thôi. Mình có thể mình xoay vòng tròn được nha, cái này mình thấy mình quay vòng tròn được nè, đó. Quay vòng tròn được ha. Đó, làm việc rất là ok luôn nha. Đèn này anh em mua đã nhiều rồi nha, anh em nào đi làm việc ban đêm á thì đã làm nhiều rồi. Mà cái rất là sáng luôn. Nó là sáng luôn. Thì mình sẽ bỏ pin cho mình thử. Rồi. Bấm nè. Đó, anh em thấy không? Đây. Đó. Bấm một cái nè. Đó, tắt nè, loại thường nè. À, loại thường nè. Đó, loại nhanh nè, sáng nè. Đó, sáng đó nè. Anh em thấy không? Rất là sáng luôn. Nha. Đó. Thì những anh em nào làm việc ban đêm á nha, những anh em mà làm việc ban đêm thì chúng ta đầu tư thêm cái con này. Có thể sách, có thể keo đầy đủ, nó có nó móc keo luôn. Nha, móc keo luôn nè, hai cái móc keo luôn. Đó. Thì anh em công trình xây dựng đó, mình đã bán cũng nhiều rồi ha. Thì làm trong những cái chỗ mà thiếu sáng á thì mình nên đầu tư cái đèn, mà trong khi nếu như chỗ mà không có điện á, có điện thì mình không nói rồi. Chứ không có điện á mình câu vô mình xài. Ở trên đây nó có những cái bảo vệ nè, anh em để ý ha, nó có những cái viền này nè, viền để bảo vệ. Còn nguyên cái chó đèn ở trong đèn led không, nguyên cái đống đèn led như vậy. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Làm rất là chắc chắn, không thua gì những cái hàng cao cấp hết á. Đây phía sau nó nè. Anh em thấy không? Đó. Quá trời đẹp luôn ha. Cái này mình bán cái body không nha, hiện tại nhà hãng nó về cái này body không thôi. Anh em nào muốn kết hợp thì mua pin rồi, mình mua pin rồi theo nha. Thì cái body của cái này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 600 ngàn nha anh em. 600 ngàn cho cái body này không, chưa pin chưa sạc nha, chưa pin chưa sạc đó. Cái body không 600 ngàn đó. Anh em nào có nhu cầu mua cái body thì liên hệ. Còn pin sạc thì một pin một sạc, anh em cộng thêm 700 là hạnh triệu ba, là một máy một pin một sạc nha. Đó rồi. Kế tiếp mình sẽ giới thiệu đây là cái máy thổi bụi dùng pin của hãng Incon. Thì cái máy này nó được cơ chế mình hơi xoay vòng tròn được, mình bóp đây nè, mình xoay vô đây hai chế độ xoay như thế này, bóp vô hoặc là nằm thẳng hoặc là nằm bên đây đó, thì tùy những cái kẹt hóc nó mình cần xoay mình xoay nha. Đây là cái dòng mà thổi, thì anh em đi trong cái thùng nó có cái đầu dài nữa và cái đầu bụi đây nữa, thì một bên đầu là đầu thổi ra nè, bên đầu là hút vô. Anh em muốn hút thì mình đưa gắn cái đầu bụi qua đây mình hút đầu này ha, còn mình muốn thổi thì mình để đầu này thôi, đầu này để chấu để mình thổi nó ra. Thì mình có thể mình vệ sinh ô tô rồi thổi bụi những cái gì mình cần thổi thì mình thổi ha. Đó. Nó có ba chế độ này ha, nhanh chậm nè. Ha, mình có thể mình thổi lò cũng được, anh em mà đút lò cái gì đó. Đút lò hay gì đó mà cần nhóm lửa gì đó anh cần thổi không có thổi. Đó, nhanh, chậm nè. Chậm ha. Đây chậm. Rất là đã luôn nha. Chậm nè. Số 2 nè. Nhanh lên chút. Số 3 nè. Thì những cái này á, anh em ta làm việc những cái chỗ mà nó đòi hỏi là vệ sinh á, mà nó không có điện và không có đó, thì chúng ta dùng cái này chúng ta thổi rất là tiện dụng luôn. Cái máy cái body của cái thổi bụi này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 620 ngàn nha anh em. Cái body không thôi. Đó, anh em mua body này không nè, 620 ngàn cho body này, cộng thêm pin thêm sạc nữa là cộng thêm 700 ngàn nữa nha. Đó, một pin một sạc nữa. Đó, thì phụ kiện nó gồm là một cái ống thổi trên đây, ống nó dài ra như nè, nha, một ống thổi dài và một cái đầu chứa bụi. Thì cái đầu này chứa bụi, ví dụ mình thổi đầu này. Đầu này thổi ra thì đầu này hút vô, gắn cái đầu này để mình hút đầu chứa bụi lên đây. Ha, đó. Thì anh em nào có xe ô tô á, mình cần để trong một cái gara mình ra mình cần thổi gì đó thì mình gắn pin như mình thổi thôi, thổi cho nó sạch bụi chứ giờ ở ngoài ô tô mình đậu ngoài bãi xe thì mình đâu xách đồ mình ra mình thổi được, thì rất là tiện dụng luôn nha. Mình đậu lâu ngày bụi bệnh bám á, ô tô á, rồi mình lấy ra mình thổi bụi trong ra ngoài để mình lái xe có cái cũng tiện dụng luôn nha.
Rồi, ok, body này không? 620 ngàn nha anh em. Anh em là muốn mua anh em mà muốn mua thêm pin sạc cộng thêm 700 ngàn nữa. Rồi, kế tiếp anh em ha. Đây là cái dòng máy cưa lọng pin của hãng Inco. Đấy, thì đây là cái body nha, nó sẽ ba cái chế độ ra lưỡi 1, 2, 3. Rồi, cơ chế lưỡi này là cơ chế lưỡi dạng kẹp nha. Đưa vô mà mình siết ốc lại là cứng. Đó. Mâm này có thể mình xoay được, anh em xoay được 3 chế độ. Xoay được 45 độ ha, từ 0 đến 45 luôn. Mình có thể mình nghiêng qua nghiêng lại được. Rồi. Làm rất là đẹp. Và con nút này là nút khóa an toàn của công tắc này. Bình thường như vậy mình bấm không có ăn, bấm vô thì nó mới ăn nha. Đó. Thì cái này mình đã có một cái bản review cái này mấy hôm qua gì đó, rất là chi tiết ha, anh em thử vô xem. Rất là tiện dụng, anh em chúng ta cần cắt cái gì mà không cần điện ngoài là cực kỳ hữu ích luôn nha. Đó, trong dụng cụ ta đang có những cái này. Đã lâu quá anh em ơi ha. Thì đây là cái dòng 20V nha, dòng điện và cắt tối gỗ tối đa được là 80mm tùy theo. Rồi, 80mm nè. Tốc độ quay nó từ 0 đến 2400 vòng phút, đã 2019 nha. Dòng này nó mới về thì mình đem về mình giới thiệu cho anh em luôn. Đó. Cái body này không, bên cửa hàng mình đang bán với giá là 1.100.000. Nha, 1.100.000, anh em muốn mua một pin một sạc cộng thêm 700.000 thành 1.800. Ở đây mình nói rất là rõ nha, mình nói cực kỳ rõ luôn á. Có những anh em mà nghe mình nói 1.100.000 luôn pin luôn sạc là chết ha, không có nha. Mình nói rất là rõ. Cái body này không với giá là 1.100.000, anh em cộng thêm pin sạc một pin một sạc nữa là thành là thêm 700 ngàn nữa, thành 1.800. Rồi, quá đẹp tuyệt vời ha. Cực kỳ đã luôn. Dòng này dòng mới về nha. Đó, cưa lọng. Rồi ok anh em ha. 1.100.000 cho cái body này. Rồi, kế tiếp mình giới thiệu đây là có cái con máy khoan và khoan búa, hoặc máy khoan hai chức năng của hãng Inco. Thì đây là cái con máy khoan mà dùng pin 20V. Thì hầu như những cái anh em nào mà chúng ta cần khoan khoan mà bắn vít không tới kê á, ok, chúng ta dùng cái con này bắn rất là đã luôn nè nha. Còn nếu mà gọi đi công trình mà để mà leo lên cao mà bắn từ sáng chiều là không có nổi nha, ở đây mình nói trước. Cái này thuộc dạng là dân dụng, ta cần anh em lắp điện lạnh cần khoan chích mấy mũi rồi nghỉ qua nhà khác ta làm tiếp thì ok. Còn nếu mà anh em mà đi bắn trần mà bắn từ sáng tới chiều không có nổi đâu nha, không có nổi đâu, ở đây mình nói trước. Thì pin thì giống như kia thôi nha, vẫn vậy. Này nó đứng được mình bỏ pin vô nha. Đó. Nghe tiếng búa nè, chế độ là chế độ khoan. Đó. Thì nó sẽ phù hợp với những cái vị khách hàng như thế nào, ví dụ như anh nào đi điện, chúng ta cần bán những cái nẹp điện gì đó thì khoan ấy đoạn cho nó nghỉ, chứ chúng ta mà bắn mà tường mà nẹp điện thì bắn những cái nhỏ chứ không tới kê anh em. Bắn vít mà cái loại mà Unica đó ha, chúng ta dùng vít 3 ly 2 thì bắn nó lẹ lắm. Nha. Dùng vít 32 mà đầu gài nè, bắn cực kỳ lẹ luôn ha, bắn xong tôi bắn con vít vô đã lắm nha. Thì những cái máy này mang tính tiện dụng nha. Dòng là dòng có thang. Dòng có thang. Đó, tốc độ quay là từ 0 đến 900 vòng phút và cái lực búa là từ 0 cho đến 5100 BPM. Và cái lực đập của nó là từ 1.5G. Thì với lực đập này của máy này thì bắn những con vít đó rất khỏe ha. Mình đã có một cái bài test của con này rồi. Khoan 680 rất là ok. Cho một bê tông cứng luôn nha. Còn anh em ta khoan tường mình khỏi nói. Bê tông cứng mà khoan khỏe thì chuyện khoan tường chuyện bình thường rồi ha, không phải thử. Đó, đầu với đầu gài ha. Đầu gài SDS có đèn khoan làm việc. Đó, có chế độ đảo chiều trái phải, nó hay ở chỗ là chế độ đảo chiều này. Anh em chúng ta có thể chúng ta đảo chiều cái hoặc đảo chiều bên phải để chúng ta lấy cái mũi khoan ra. Đó, để có những cái dòng nó không có chế độ đảo chiều nha anh em ha. Đó, này nó có đảo chiều nên nó hay ở chỗ đó. Ok, rất là đẹp ha. Rồi, cái body này không nha, bên cửa hàng mình đang bán với giá là 1.100.000. Đó, cái body này nè anh em. Body này nè, 1.100.000 cho cái body này nha. Đó, giá tất cả bên của mình báo đều chưa còn phí ship hết á. Anh em nào giờ muốn mua thêm một pin một sạc nó cộng thêm 700.000 nữa, thành 1.800.000. Ha, giá quá là đẹp luôn nha. Rồi. Cực kỳ đã luôn. Qua giờ con này mình bán nhiều lắm nha. Từ khi mình review ngày hôm qua
tới hôm nay thì bán nhiều lắm á. Đó nha anh em, anh em đang có nhu cầu mình qua lấy, tại vì những cái hàng này về không có nhiều đó. Rồi, quá trời đẹp. Rồi đây, kế tiếp mình giới thiệu cho em, đây là cái con máy phun sơn dùng pin của hãng Inco. Thằng này vẫn là dùng pin 20V nha, dùng pin 20V. Cái này dùng pin 20V, cái này là 600ml trên phút. Rồi cái này bình đựng nó là 800ml. Cái bát này là 2,5 ly nha. 2,5 ly cái độ nhớt của cái bình này là 40 din. Độ nhớt nghĩa là sao? Khi mà anh em mà quậy đậm đặc á, có độ nhớt ha, đậm đặc thì tên nó gọi là vậy. Đậm đặc quá thì độ nhớt nó cao, không phun được. Thì nó tầm khoảng 40 din thôi. Thì làm sao biết 40 din, thì nó có cái quặng theo anh em, phun múc lên thấy nó chảy xuống thì nó xuống là ok, là được, là được rồi đó. Thì đó là 2018 nha. Này là sử dụng pin thì rất là thích hợp đối với những anh em mà chúng ta đi sơn những gì ở những vùng mà nó không có điện và không có bình để hơi để chúng ta sơn á. Nhưng mà cái này mình lưu ý cho anh em, cái này chỉ sơn những cái mảng lớn nha, đòi hỏi đầu mình không có cao. Chứ anh em đem về mà đi sơn những gì nhỏ là không có được. Cái thứ hai là sơn xe máy cũng không có được, sơn ô tô không có được. Nó thì phù hợp với sơn tường, sơn sắt, sơn những gì thuộc dạng mảng lớn thì được. Bởi vì cái bét 2.5 này nó to, nó phun ra một cái chùm nó to nha. Nên anh em ví dụ sơn những thanh sắt mà cỡ 2 vuông, 3 vuông gì đó sơn không được đâu, nó to lắm. Ví dụ anh em phun ra một cái mảng mà nó lớn giống vậy nè. Nó mình thể gần lại thì nó chảy, mà để xa thì nó phun lớn ra. Thì đó là vậy, mình chỉnh, mặc dù mình chỉnh nhỏ thì anh em sơn những cái gì mảng lớn nha. Đó mình nói vậy. Sắt ví dụ như là cỡ là mảng 6 ha, thì mình gẹp ra nhiều cây mình sơn, còn không thì nó hao sơn lắm. Tại cái thằng này là bét là 2.5 ly. Bét cũng từ nó lớn, nó phù hợp với sơn sơn nước, sơn dầu. Không sơn được BU nha. Không sơn được BU luôn. Mình bóp vô là chạy thôi. Đó. Thì hai cái dòng này mình đã có review hết rồi nha anh em ha, có review, có quảng cáo hết rồi. Thì anh em mới lên xem mình có sơn thử sơn dầu rồi đó. Nó ra cũng mảng từ nó khá là lớn nha. Đó. Ở đây mình nói rất là rõ để cho anh em mua về khỏi phải thắc mắc, để công mua về bỏ sơn ở nơi sơn không có được, sơn to quá, sơn dày quá rồi làm sao đấy, đổi lại thì mình thu về này mình bán cho ai. Nó cũng khổ vậy. Anh em mua hàng thì nghe kỹ dùm ha, mình quảng cáo rất là rõ, hoặc là hỏi kỹ dùm để tránh trường hợp mua về mà không xài được thì mất công lắm. Ok, con này body thì không, bên cửa hàng mình đang bán với giá rẻ bèo luôn, có 750 ngàn thôi. 750 ngàn cho cái body này, trời ơi rẻ quá trời luôn, không thể rẻ hơn được nữa nha anh em. Cò tự động mình bóp vô là tự động nó kêu thôi, nó chạy thôi. Rồi, nó hoạt động theo cơ chế đơn giản lắm, là cái motor nằm ở đây nè, nó thổi khí lên tới đây, nó thổi khí lên tới đây thì nó mới tạo được cái đường hút, nó có van đây ha, mình bóp cò vô là mở van nè để nó chảy sơn ra. Thì anh em biết rồi đó, cái motor mà thổi khí thì nó đâu có mạnh được, nó đâu mạnh là Victor Lê được, nên nó bắt buộc phải làm những cái bát này nó lớn. Trừ khi những cái motor này nó mạnh, nó thổi vù nó mạnh thì nó mới bát nhỏ được, thì nó bắt buộc phải làm bát lớn thì nó sẽ phun mảng to thôi. Nào lưu ý ha. Rồi ok, 750 ngàn cho con này, một pin một sạc anh em, cộng thêm 700 ngàn nữa. Rồi hết rồi anh em á, thì tất cả những cái dòng trong đây mình chỉ cần một cục pin này thôi đó. Thì pin này thì anh em mua lẻ bên cửa hàng mình bán là 700 ngàn đó, anh em thấy nó rất rõ rồi, một pin một sạc 700 nha. Đó, một pin một sạc cộng thêm 700 ngàn. Rồi ok, sạc là sạc gài nha, chứ trong cái pin này là không có cái giắc gấm nào ở đây nha. Đó, không có giắc gấm nào đây hết á. Giới thiệu của mấy con pin này mất hết thời gian 30 phút với anh em đó. 2, 4, 6, 2, 4, 5 là 11 cái sản phẩm dùng pin 20V. Tại sao mình hay khuyến khích anh em dùng pin 20V, dùng pin 20V để anh em nâng cấp được cái gì đó. Chúng ta mua cái bộ này thôi, một máy 2 pin một sạc, có pin 20V ta muốn nâng cấp thêm cái ông này, nâng cấp ông này, body không mà không cần pin, hoặc là những ông này không cần pin, đó, chúng ta nâng cấp lên thôi, vậy thôi. Chứ anh em mua 18V là không nâng cấp được, mặc dù 18V nó rẻ. Còn những anh em là không có nhu cầu nâng cấp thì mình xài 12 hoặc 18V. Vậy thôi ha. Rồi ok anh em á, cảm ơn anh em theo dõi cái video này. Anh em nào thích cái channel Nguyễn Chí Đạm, vui lòng click vào nút đăng ký,
góc bên bên phải màn hình của anh em nhìn vô góc bên phải á, bấm nút chuông theo dõi ha. Thì kênh mình sẽ review những cái sản phẩm mới nào về ha, của những cái thương hiệu Total Eco, Black Anchor, Sunlight the World đó, đó đó, có những cái thương hiệu nó cũng đã thành hình ở thị trường Việt Nam rồi đó, thì nó chưa có nổi ha. Như Boss Makita thì nó nổi quá rồi, mình không có làm review đó. Thì những thương hiệu nào nó bắt đầu nó nổi hoặc mới nổi thị trường, mình làm những thương hiệu đó, giống như là mình đẩy mạnh cái thương hiệu đó lên. Giống như cái hãng Incol này, anh em biết hả, tháng 10 tháng 11 gì năm rồi thì nó mới vào thôi ha, tháng 10 tháng 1 năm vào nó mới vào thôi. Ở Việt Nam mình thì rất ít người biết hàng Incol, mặc dù trước đó cái hàng Incol này nó đã phân phối tại thị trường Việt Nam rồi, nhưng mà nó không có mạnh được. Anh em lưu ý cái hàng Incol này nó vào trước hãng Total nha, nó vào Việt Nam mình trước hãng Total luôn đấy, chứ nó không phải là vào sau đâu. Nhưng mà cái người bán phân phối nó không có mạnh được, không đẩy ra hàng ra được cho nhà máy đó, thì người ta mới cắt cái hợp đồng đó đi, không có giao trong đó phân phối nữa, thì mới đưa qua cái ông này ông làm. Thì ông này ông làm thì ông làm mạnh thì ok, thì mình review, mình quảng cáo, mình bán cho ông thôi à, giá tốt, chính sách này nọ được thì mình làm thôi, hàng cũng chất lượng ok. À, anh em có thể tham khảo những cái sản phẩm này tại YouTube đây, nó có nhiều cái lắm. Anh em đánh YouTube vô Incotool thì nó sẽ ra được các công ty quốc gia của những nước mà nó đang bán, các quốc gia mà đang bán sản phẩm này nè, rất là nhiều nha, chứ không biết đâu. Anh em mới lên YouTube, sẵn coi YouTube mình, anh em bấm vào cái Incotool này nó ra nhiều lắm, nó ra cả một cái quy trình sản xuất của sản phẩm này như thế nào. Và những cái sản phẩm này tại sao nó rẻ, nó rẻ là gì, nó tự động hóa, nó cải tiến quy trình công nghệ của nó, cái công nghệ nó tiến bộ rồi, hiện tự động hóa chứ nó không còn làm theo cái dạng như là thủ công nữa đó, thì nó mới rẻ được nha, gọi là tự động hóa rồi anh em ha, chứ chi phí nó đã khấu hao trong máy hết rồi, chứ còn nhân công thì đâu khấu hao được. Anh em lưu ý khi mà thuê nhân công thì không có khấu hao được, bởi vì nhân công làm thì phải tính lương. Còn khi một cái máy mình đầu tư ra thì dù bỏ 100 triệu cái máy nó chạy liên tục thì tới một khoảng nào đó thì mình đã khấu hao tới trừ dần người từ tháng đầu, dù trừ nó 500 triệu tháng đầu, trừ nó 10 triệu, trừ 10 tháng thì đã lời cái máy rồi. Bước sang tháng thứ 11 là cái máy đó vốn bằng không nha, cái máy nó bằng không mà nó sản xuất ra cho sản phẩm thì cái chi phí nó rẻ xuống nữa. Mình nói vậy cho anh em hiểu ha, nó chi phí nó sẽ rẻ xuống nữa. Thì những hàng Incol này đang làm giống vậy đó, hàng cũng chất lượng nhưng mà giá rất là tốt ha. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu liên hệ số thoại bên dưới nha. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.